Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta là những con người sinh ra trong trần gian này, và chúng ta cũng thấy được con người chúng ta khi mà còn nhỏ đó thì chúng ta phải lệ thuộc vào bố mẹ. Thế rồi khi mà lớn tuổi về già thì sức yếu và chúng ta lại phải cậy nhờ vào con cái. Và chỉ có cái tuổi thanh xuân, cái tuổi thì lúc đó chúng ta có thể tự hào rằng tôi khỏe mạnh, tôi có thể làm được mọi sự. Thế nhưng mà ngay trong cái tuổi thanh xuân vạm vỡ đó, ta có thực sự làm được hết mọi chuyện không? Thưa rằng cũng không. Bởi vì con người của chúng ta cũng giới hạn, có những cơn bệnh, có những cái điều bất thường xảy ra, và chúng ta cũng không thể tự mình làm được tất cả mọi sự. Trong sách Ngôn Sứ Isaiah mà chúng ta vừa nghe thì cũng một vài câu cũng nói lên những cái điều đó. Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. Con người của chúng ta là như vậy. Và rồi Thiên Chúa là ai? Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa của chúng ta phải là đấng mà không ai hơn được nữa. Trong bài sách Isaiah thì chúng ta cũng thấy được ngôn sứ cũng đã nói cho chúng ta, đó là Thiên Chúa của chúng ta thì vĩnh cửu là đấng sáng tạo toàn cõi đất, và người không mệt mỏi cũng chẳng nhọc nhằn, và trí thông minh của Ngài thì khôn dò thấu. Đây là một đấng có thể làm được mọi sự và rất là khôn ngoan, thông minh như thế. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta là những con người giới hạn. Còn Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ thì là đấng đầy quyền năng. Thế thì câu hỏi đặt ra đó là tại sao chúng ta lại không chạy đến với Chúa trong những lúc chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Ngài? Bởi vì Chúa Giêsu đã nói là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Một hôm có một đứa nhỏ, nó chừng 12, 13 tuổi, nó muốn chơi ở cái sân đằng sau, nhưng mà nó đi ra thì nó thấy ở dưới sân có một cái cục đá lớn. Nó đã cố gắng để nó đẩy cục đá lên sang một bên. Nó cố gắng đẩy, không được. Nó kiếm những cái cây để nó làm đòn bẩy cũng không được. Bố nó đứng đó, bố nó nhìn một lúc. Thế là bố nó hỏi nó là: con đã dùng hết sức của con để đẩy cục đá này chưa? Bảo con dùng hết sức rồi, mà con không đẩy được. Lúc đó ông bố mới nói rằng: con chưa dùng hết sức của con đâu. Nó bảo: con dùng hết sức rồi. Lúc đó bố mới nói: thế thì có bố ở đây, tại sao con không nhờ bố? Và khi đó nó nhờ bố nó thì hai bố con đẩy một cách rất là nhẹ nhàng. Cái chuyện đó để cho chúng ta thấy được rằng khi mà có một người vạm vỡ hơn, khỏe mạnh hơn, có thể giúp chúng ta thì mọi sự nó rất là nhẹ nhàng. Và trong đời sống thường ngày của chúng ta cũng vậy. Chúng ta gặp rất nhiều những cái khốn khó gian nan trong cuộc sống. Từ thân xác cho đến tinh thần, từ những công ăn việc làm cho đến gia đình. Bao nhiêu chuyện nó đổ lên trên đầu chúng ta.
Và chúng ta có những lúc cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình yếu đuối, cảm thấy mình không thể thắng được. Vậy thì chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa của chúng ta, đấng có thể làm được tất cả mọi sự. Và qua đó chắc chắn Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta và chúng ta có thể vượt qua tất cả. Chỉ có điều đó là chúng ta có nhớ đến Ngài để rồi chúng ta cậy nhờ Ngài giúp chúng ta hay không. Rất nhiều khi chúng ta đi tìm những người không phải Thiên Chúa, những người bạn, những người trần gian, nhưng họ cũng có những cái yếu đuối của họ, họ cũng có cái giới hạn của họ, nên họ đôi khi họ không thể giúp chúng ta được hết. Và đôi khi chúng ta chỉ cậy vào sức mình để rồi chúng ta quên có một người cha, một Thiên Chúa luôn luôn nâng đỡ chúng ta. Thế chúng ta hãy cố gắng để chúng ta, nhất là trong những lúc bất lực, đau khổ, thì chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa của chúng ta, xin Ngài giúp sức để chúng ta có thể thắng vượt tất cả. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em. Amen. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng Ngài. Ngài soi tôi.